Trẻ nhỏ hít phải khói thuốc lá còn hại kinh khủng hơn là người trực tiếp hút. Nhà mà có các ông bố hay hút thuốc thì phải xem qua video này nhé. Một hơi khói thuốc hít vào sẽ mang tới hơn 5.000 hóa chất độc hại. Đầu tiên là hắc yến. Đây là một hợp chất màu đen và có tính nhựa. Và đây cũng là nguyên nhân chính làm cho răng của những người hay hút thuốc lá có màu đen sẫm. Thứ hai là khói thuốc, nó phá hủy búi thần kinh trong mũi, dần dần sẽ gây mất khứu giác và nó còn gây ảnh hưởng nặng nề hơn cho phổi và khí quản do khói thuốc chiếm oxy của phổi, dần dần sẽ dẫn tới việc là bị khó thở. Thứ ba, nicotine và hóa chất từ khói thuốc sẽ làm co mạch máu, tăng kết dính tiểu cầu, nguy cơ hình thành cục máu đông và đây cũng chính là sát thủ âm thầm gây đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, khói thuốc còn làm biến đổi DNA, hình thành ung thư và làm yếu xương. Các ông bố đã thấy khói thuốc lá nguy hiểm như thế nào chưa? Đặc biệt là với trẻ nhỏ. Vì vậy, đừng để con mình phải hít phải các chất độc hại như thế này nhé. Nếu như bạn đang là người trực tiếp hút thuốc lá, hoặc trong gia đình có người thân hút thuốc, thì đây là bài thuốc cai thuốc lá rất bổ ích, giúp bạn hoặc người thân của mình có thể trị dứt điểm cai thuốc lá thành công chỉ sau 5 đến 7 ngày. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website caithuocthanhnghi.vn hoặc liên hệ theo số hotline 0976 830 787 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, khắc tinh của thuốc lá, mang niềm vui đến mọi nhà.